Không có câu chuyện GK ở đây rồi. Có 94 này mở ra tầm độ 111 trở lên là được rồi. Thường những cái gói này của gà rán mở toàn min thôi. Thế nên là anh em cổ vũ cho tôi làm con dâu béo. Nhạt nhẽo lắm, nay chưa có cài. Cái đẹp mẹ. Đá min này còn thủ môn. Hai lần gần nhất mở thẻ ra ba con. Mẹ đá min này còn thủ môn. Đỡ được. Nghe xí. Thôi gỡ, gỡ gói khác nha. Đây. Mở luôn. Đá nhẹ nhàng. Thầy đen số 12. Ơ cái đẹp mẹ. Vẫn hàng gì à? Gỡ chưa các thầy? Đấy, anh em cứ bảo là thế này thế kia.